Kính thưa quý vị, là mỗi khi chúng ta nói đến bóng đá nữ là chúng ta nói đến sự thiệt thòi, là chúng ta nói đến những số phận sau khi ra từ sân cỏ. Thậm chí họ không có được một ngôi nhà bình thường như biết bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Họ không có một mái ấm, thậm chí là sống một cuộc sống rất cô đơn. Nhưng ngày hôm nay, Vlog Minh Hải xin mời các bạn đến thăm nhà của một cầu thủ hoàn toàn khác, may mắn hơn rất nhiều, thành công hơn rất nhiều. Ở tuổi 20, bạn ấy đã có suất dự World Cup. Ở tuổi 20, đã trở thành idol trên mạng xã hội. Ở tuổi 20, bạn ấy đang có một tương lai cực kỳ tươi sáng với những khoản tiền thưởng rất lớn. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy đến thăm nhà cầu thủ Thanh Nhã, người được coi là em gái của Văn Toàn, người được coi là ma tốc độ, là con gái của thần gió, để chúng ta xem bóng đá nữ đã thay đổi như thế nào. Bây giờ, hãy cùng theo chân của Vlog Minh Hải đến thăm nhà Thanh Nhã. Đến bây giờ sau khi đã trở về với cái giấc mơ World Cup thì thực sự là cái cảm xúc của Thanh Nhã bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em rất là vinh dự cũng như là tự hào khi được cùng các chị tham gia một giải đấu rất là lớn cũng như là giành vé dự World Cup 2023 thì cũng rất là vui khi được đồng hành cùng các chị cũng như là ban huấn luyện. Sống rất là gần với ban huấn luyện, sống rất là gần với các chị rồi. Nhã có hiểu được là các cầu thủ nữ rất là vất vả không? Có những người phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân, có những người phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ Thanh Nhã dường như là một lứa cầu thủ mới, có tất cả mọi thứ rất là thuận lợi và mọi thứ đến nó rất là nhanh. Với Thanh Nhã đấy nó có giống như một cái giấc mơ mà chưa bao giờ nó xảy ra với bất cứ một cầu thủ nữ nào không? Đối với em thì đấy cũng là một điều may mắn khi là một cầu thủ trẻ nhưng mà vẫn được bác Mai Trung cũng như là ban huấn luyện tin tưởng để đưa đi tham dự vòng chung kết. Còn đâu nếu mà nói về sự vất vả thì chắc chắn ai cũng vất vả rồi. Vì là con gái mà, đi bóng đá thì nắng mưa, rồi chai sạm đen. Nói đến các chị em đi đá bóng là nói đến hy sinh như Nhã vừa nói. Là nắng, là mưa, là đen, là chai sạm, là không có thời gian. Và thậm chí là không có tạo cơ hội cho người đàn ông nào cả. Và có rất là nhiều người mà Nhã đã biết, những đàn cô, đàn chị, thậm chí là họ đã không lập được gia đình. Nhưng mà Thanh Nhã bây giờ lại trở thành một người mà được tất cả các anh chàng nói là người vợ quốc dân. Ở đây người vợ quốc dân có thể là một cái danh xưng vui thôi. Nhưng ý là họ rất yêu mến Nhã. Rất nhiều người nói là chắc chắn phải đến với Nhã. Và thưa quý vị và các bạn, là khi mà biết Minh Hải sẽ đến thăm nhà Thanh Nhã thì tất cả các cổ động viên đều nói là nhanh nhanh làm chương trình đấy nhanh nhanh. Vợ của em đâu rồi? Tại sao anh vẫn chưa làm về vợ của em? Điều đấy chứng tỏ là mọi người rất là quan tâm đến Nhã. Và chắc chắn là Nhã sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Đấy là một sự may mắn nữa. Nhã có ý thức được việc đó hay không? Về việc đấy thì em cũng khá là bất ngờ khi kiểu mọi người cũng quan tâm, cũng biết đến nhiều hơn sau cái giải đấu vừa qua. Đối với em đấy cũng là một sự may mắn. Nếu nói là sau cái giải vừa rồi Nhã mới được mọi người quan tâm biết đến là không đúng. Nhã đã được mọi người quan tâm từ trước đó rất nhiều rồi. Mọi người bắt đầu đặt cho Nhã rất là nhiều những danh xưng. Ví dụ như là ma tốc độ này, hay là em gái Văn Toàn này, hay là con gái của thần gió này, đúng không? Tức là mọi người đã rất là quan tâm, biết rất nhiều đến Thanh Nhã ở trên sân. Một cơn lốc đường biên thực sự. Và thưa quý vị và các bạn, là phải thi đấu rất lâu. Và khi đã có quả bóng vàng rồi, tiết dung mới có tích xanh. Và mỗi một lần post ở trên mạng xã hội ấy, được 1.000 like là mừng lắm. Nhưng bây giờ Nhã thả nhẹ thôi đã có thể 20-30.000 like rồi. Thực sự là Nhã có bị choáng ngợp bởi cái tốc độ nổi tiếng và sự yêu mến của mọi người? Cũng khá là bất ngờ. Mới đầu em nghĩ là mình đăng một bức ảnh đấy chỉ tầm 2.000 like là căng lắm rồi ấy. Nhưng mà sau tự nhiên lên đến tận 10.000+ thì cũng hơi bất ngờ. Bây giờ 10.000+ là con số nó lại còn quá thấp rồi. Cái post nhiều like nhất của Nhã bây giờ là bao nhiêu? 25.000, nhưng mà em ẩn bài đấy rồi. Thế à? Vì sao? Vì sao lại ẩn? Bí mật. Nổi tiếng quá lại sợ. Xóa rồi. Xóa rồi. Và cái tốc độ follow của Nhã, tức là những người follow của Nhã tăng vút chóng mặt luôn. Nhiều khi mình nhìn là mình thấy nó nhảy. Thời gian vừa rồi thì chắc chắn là
sống trong rất là nhiều cái cảm xúc, đặc biệt là những cái tin nhắn mọi người dành cho em. Đâu là cái tin nhắn trên mạng xã hội mà em nhớ nhất? Hoặc là cái tin nhắn mà Nhã cảm thấy đặc biệt là... Em không nhớ là bạn nào, nhưng mà có một người nhắn cho em là hôm đấy là đá với trận Myanmar, đá xong em ở quả bên tì đấy. Thế là xong mà bạn là mọi người nhắn tin động viên là không sao đâu, chị đã làm tốt rồi. Cái đấy kiểu là không may. Nói chung là chúc chị thi đấu tốt trong trong những trận tiếp theo. Có bao nhiêu lời tỏ tình mà em đã đọc được ở trên mạng xã hội? Em chưa đọc được lời nào. Đây chắc chắn là một câu nói mà Minh Hải chắc chắn là sẽ không tin. Chắc chắn là rất nhiều. Một điều nữa cũng rất là quan trọng. Nhã là một trong số những người rất là may mắn là mặc dù là một cầu thủ rất là trẻ nhưng được tạo cơ hội từ rất sớm và được lên thi đấu với một thế hệ vàng của những người như là Thùy Trang, Huỳnh Như, Trương Thị Kiều. Cái may mắn đấy Nhã hiểu nó như thế nào? Thì trước tiên là cũng phải tập luyện, cũng như là trong những trận thi đấu thì mình phải thể hiện như nào thì bác mới giao cái sự tin tưởng đấy cho mình. Còn đâu là nếu mà được vào sân thì cũng sẽ cố gắng hết sức thôi. Nói chung là ai mà như em thì chắc mọi người cũng sẽ cố gắng, cũng như là dành quyết tâm trong những lần được ra sân. Nhã có thấy là mình may mắn khi mà mình trở thành một thành viên của một đội bóng, một thành viên nhỏ tuổi nhất của một đội bóng mà thực sự nó đã rất là vào guồng rồi với những cái tấm huy chương vàng ở SEA Games, chức vô địch AFF Cup. Mới đầu thì em cũng chỉ là lên tập luyện cũng như là cố gắng để được chọn được đi. Em còn không nghĩ là được đi. Thế ra, vì sao lại không dám nghĩ là được đi? Thì kiểu mới lên thì cũng chỉ tập luyện cố gắng thôi. Xong là quyết tâm rồi cũng khá là may mắn khi có trong danh sách đi vòng chung kết. Được thi đấu với các chị thì cũng rất là kiểu hạnh phúc, vì kiểu nếu mà sai thì các chị cũng chỉ nhắc nhở rồi kiểu các chị động viên. Và thưa quý vị và các bạn, là Thanh Nhã còn có một cái niềm may mắn nữa là Thanh Nhã chính là lứa cầu thủ đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đầu tư. Bởi vì chúng ta biết là bóng đá nữ thì vốn đã rất là thiệt thòi rồi, mà bóng đá nữ dành cho các cầu thủ trẻ thì còn thiệt thòi hơn. Nhưng Thanh Nhã cùng với rất là nhiều các bạn đồng trang lứa đã được triệu tập lên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, được đào tạo chế độ dinh dưỡng tốt hơn, chất lượng chuyên gia tốt hơn và đặc biệt là tập huấn tốt hơn. Nếu như không có cái lớp đó, anh khẳng định là rất là khó có một thế hệ tài năng như Thanh Nhã bây giờ. Nhã có thể nói một chút về cái sự đầu tư từ câu lạc bộ cho đến trung tâm để nó giúp cho Thanh Nhã phát triển như nào về mặt chuyên môn, về mặt tâm lý, về mặt kinh nghiệm thi đấu, kể cả là sự mở mang mối quan hệ đấy. Trước tiên là câu lạc bộ thì cũng đã giúp đỡ rất nhiều từ khi nhỏ, cũng như là từ lúc đến năm 14 tuổi đến năm 15 tuổi. Thì năm 15 tuổi thì em mới bắt đầu lên, năm 15 hay năm 16 thì đấy em không nhớ nữa, là em bắt đầu mới lên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn. Thì cũng mới đầu lên đấy thì cũng khá là phòng khá là to, cũng như là rộng rãi để bọn em sinh hoạt. Còn đâu về mặt kỹ chuyên thuật thì trên đấy thì cũng có, lúc đấy là có chuyên gia người Trung Quốc. Thì cũng khá là dạy, cũng chỉ bảo cũng khá là chu đáo. Còn về mặt dinh dưỡng thì chắc chắn là trên đội tuyển trẻ thì phải có chất dinh dưỡng hơn rồi. Nên là cũng khá là may mắn khi được là một thành viên được gọi lên đội tuyển trẻ. So với thời trước khi lên trung tâm với bây giờ thì tăng bao nhiêu cân? So với thời đấy thì chắc là tầm khoảng 20 cân. Tăng 20 cân? Gần 20 cân. Wow. Với cả tăng khoảng phải hơn 10 phân. Hơn 10cm và 20kg. Wow. Đúng không nhỉ? Hay mười mấy nhỉ? Và thành công đến rất sớm. Thành công đến rất sớm. Anh chưa bao giờ thấy có một cầu thủ nữ nào mà nhận được bằng khen của Thủ tướng ở tuổi 21. Ở một cái tuổi rất là trẻ, với một cái thành công rất là lớn, lần đầu tiên dự World Cup, nhận được cái tình cảm rất là lớn của người hâm mộ bóng đá cả nước. Và điều đặc biệt quan trọng ở đây là sự quan tâm của các bác ở trên Trung ương.
Thanh Nhã cảm thấy như nào và em có bị choáng ngợp bởi những cái tình cảm mà em nhận được không? Thì khi mới bước xuống sân bay thì cũng khá là bất ngờ, cũng như là choáng ngợp khi là mọi người cũng đến đón, cũng như là kiểu động viên. Còn đâu khi đồng hành cùng các chị trên con đường dự World Cup thì cũng khá là vui. Bình thường áp lực từ các đối thủ trên sân mình đã được học để mình có thể xử lý được vấn đề đó. Nhưng áp lực từ người hâm mộ, áp lực từ truyền thông, nó là điều mà chắc chắn là Thanh Nhã chưa được tập luyện ngay lập tức, không tập luyện mà phải ra sân thi đấu ngay. Lúc đấy có cảm thấy bị áp lực nặng nề, chuẩn bị như nào? Lúc đấy không được tập luyện ra sân thi đấu, còn kiểu mình vẫn còn kiểu có một chút kiểu vẫn còn đọng lại thì vẫn có thể tiếp tục cố gắng được. Còn đâu đấy mà phải áp lực truyền thông thì là chưa trải qua nên là cũng không biết đối mặt với nó thế nào. Có hoảng không khi mà ra sân thi đấu? Cái cảm xúc có bao giờ mình bị hoảng giống như những cái lúc mà mình lên sân khấu cầm cái micro? Chân cầm bóng thì có thể là rất tự tin đúng không? Nhưng mà tay cầm micro đứng trên ánh đèn sân khấu nó khó. Hôm có một trận đá với cả Đài Bắc. Hôm đấy là Bắc vào ra khởi động rồi em. Em run lắm, tim em đập. Vậy mà thôi chết rồi. Vì sao? Lúc đấy kiểu trận quyết định ấy nên là em kiểu cũng kiểu tâm lý cũng sợ ấy nên là run chứ. Lúc đấy mà nói chung là run lắm. Run nhưng mà vẫn ra sân đá được đúng không? Thì vẫn phải cống hiến cho tổ quốc cũng như là đội tuyển, vẫn phải quyết tâm. Thành công khi em bước chân trở về nhà, bố mẹ chia sẻ với em điều gì? Và em muốn chia sẻ với bố mẹ điều gì? Khi mới bước về nhà thì mọi người gọi vào ăn cơm luôn. Thế hả? Vâng. Chỉ thế thôi? Làm 6 mâm cơm. Bữa cơm đấy nó có ý nghĩa như nào đối với em sau khoảng thời gian rất dài và không ăn Tết ở nhà? Bữa cơm đấy như kiểu là đón Tết muộn cùng gia đình sau những ngày tháng mà không được đoàn tụ cùng gia đình khoảng nửa năm. Thanh Nhã thuộc cái nhóm cầu thủ đầu tiên bị nhiễm Covid ở trên đất Tây Ban Nha. Lúc đấy có hoang mang không? Bình thường ra những người đợt sau ấy thì họ đã có cái sự chuẩn bị rồi. Nhưng mình đùng phát tự nhiên dương tính. Hôm đấy thì em kiểu chỉ mệt xong mà xin thuốc uống, với cả nó hôm đấy là kiểu cũng thấy lạnh thì xin thuốc uống thì cũng thấy nó bình thường, xong mà gọi ra Tết thì hay phải, thì xong em lại vào làm tiếp. Em lúc đấy em chả khóc biết. Không. Vì sao? Em lại giỏi chả vậy? Biết nữa. Lúc đấy em có... hay là không sợ con Covid? Không phải là không sợ, nhưng mà lúc đấy em kiểu hay là em chưa tỉnh ngủ ấy, cũng không biết nữa. xong mà đến mai tối thì mới bị sốt thôi. Nói chung là nó cũng, theo em thì nó cũng như cảm cúm thông thường. Thưa quý vị và các bạn, là cứ nói chuyện với Thanh Nhã là cảm thấy rất là trẻ trung, rất là vui. Mọi thứ rất đơn giản, đối với Nhã rất là đơn giản đúng không? Và một điều mà Minh Hải rất là muốn hỏi Thanh Nhã về, chúng ta đang đứng ở trước một cái, phải nói là bộ sưu tập đồ sộ về huy chương với một cầu thủ rất là trẻ, 21 tuổi. Chưa tròn 21 tuổi đâu đúng không? 20 tuổi. Mới 20 tuổi thôi. Đấy, chúng ta thấy đã ra rất là nhiều. Đây là giải nữ U19 2018. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Đây các bạn. Cái này là đến Thanh Nhã phiên bản nam, Nguyễn Văn Toàn cũng chưa có. Văn Toàn chưa giờ là vua phá lưới. Tiếp. Ở đây chúng ta nhìn thấy giải bóng đá tập huấn nữ U16 năm 2016, cầu thủ xuất sắc nhất. Rất tuyệt vời. Còn những cái danh hiệu gì nữa nhỉ? Còn một cái danh hiệu là đồng vua phá lưới. Đồng vua phá lưới. Cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng đấy ạ. À, đồng vua phá lưới. Đúng rồi. Năm 2019 thì phải. 2019. Vâng. Tức là cái bản đấy là mình đã dành tặng cho một bạn khác. Vâng. Đúng không? Cho bạn khác giữ đúng không? Vâng. Hay quá, rất tuyệt vời. Các bạn thấy không? Ở đây có lẽ là cái này thì Minh Hải không thể không đưa ra. Với rất nhiều những cầu thủ thì đây là một trong những cái phần thưởng lớn nhất, một sự ghi nhận ở cấp quốc gia. Rất tuyệt vời. Hy vọng là Thanh Nhã sẽ càng ngày càng có nhiều những cái bằng khen của các bác ở trên Trung ương. Vâng ạ. Tiếp tục. Mình nghĩ là cái này Thanh Nhã sẽ cố gắng giữ và đừng để mất, vì đây nó là cái điểm khởi đầu cho một cái giấc mơ rất lớn, không chỉ của Nhã mà còn của người dân Việt Nam của chúng ta. Tấm thẻ
dự Asian Cup và cũng là vòng loại World Cup, chúng ta đã ghi tên mình vào lịch sử. Rất tuyệt vời. Tiếp tục bộ sưu tập của Nhã như nào? Nhã có thể chia sẻ với mọi người từng tấm huy chương. Từng tấm luôn à? Như cái nào mà em cho là nó ổn nhất? Thì đây là tấm huy chương đầu tiên mà em đạt được khi mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Đây là giải U4 châu Á khu vực Đông Nam Á năm 2015. Tức là hồi vừa đi đá bóng xong. Vâng. Năm đấy là vô địch. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi thì tôi lại nhìn thấy cái này. Đây là tấm huy chương không hẳn nó đã phải là to nhất, không phải hẳn nó là màu đẹp nhất, nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn vì nó không liên quan đến bóng đá. Đây là tấm huy chương của Hội Khỏe Phù Đồng Hà Nội, của đội Hà Nội dự Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc, đúng không? Đấy. Môn này là đây là tiếp sức 400m. Nên là mỗi lần mà chạy thì chạy 100m thôi. Mình chạy 100m người ta gọi là 4 x 100m, đúng không? Và con ma tốc độ bắt đầu hình thành ở trên sân này. Tức là hồi đấy em đã đi tập đá bóng rồi, hay là lúc đấy là lúc mà mọi người nhìn thấy em đi tập điền kinh, mọi người thấy chạy nhanh quá thì đưa vào sân bóng đá? Không, lúc đấy em đi tập bóng đá rồi. Nhưng vì sao lại lấy một cầu thủ bóng đá đi thi môn điền kinh mà lại là một cái môn rất Olympic nhé? 4 x 100m là những là nội dung thì cực kỳ Olympic đấy. Không rõ nữa. Chắc là lúc đấy thấy thì đi chạy. Thế à? Vâng. Thấy chạy nhanh thì đi chạy rồi, đúng không? Ngày xưa cho anh hỏi một tí là đi tập bóng đá có hay bị bố mẹ cho ăn quật không? Có hay bị ăn đòn không? Thế em ngoan mà. Bởi vì là thưa quý vị, tại sao Minh Hải lại hỏi như vậy? Bởi vì rất nhiều những cầu thủ có tốc độ rất tốt là bởi vì nhiều khi ở đằng sau bố mẹ giữ nhanh quá. Nếu không kịp thì khả năng là sẽ ăn đòn. Ngày xưa ngoan mà, có bị ăn sao đâu mà. À, hay quá, rất tuyệt vời. Lại một may mắn nữa của Thanh Nhã là được bố mẹ rất là ủng hộ. Đấy, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta đang gặp một nhân vật mà có lẽ là may mắn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà Minh Hải đã từng biết. Thành công từ rất sớm và mọi thứ rất là thuận lợi. Xin hỏi Thanh Nhã là Thanh Nhã đến với bóng đá như thế nào? Thì mới đầu em cùng một chị ở nhà bác chỉ là sang chơi ở sân ông Kiểm thôi. Lúc đấy em chỉ sang chơi bình thường thôi. Xong là sau có đợt tuyển, khoảng em sang chơi thì cũng mấy năm đấy. Sau có đợt tuyển sinh em đi tuyển sinh 2 lần. Lần đầu thì không trúng tuyển, lần đầu thì bị trượt vì nhỏ tuổi quá. Cũng không hẳn là nhỏ đâu. Trước đấy thì cũng có bạn bằng tuổi em là đi cách đây trước em 2 năm, khoảng 1 năm luôn rồi cơ. Xong rồi đợt tuyển sinh đợt sau thì em được tuyển luôn rồi. Tại sao hồi nhỏ em không thích búp bê, em không thích thêu thùa như nhà mình mà em lại thích đá bóng? Anh vừa nói chuyện với bố, anh vừa nói là nhà mình làm nghề thêu thùa, tức là bố cả làm cả mộc nữa. Vâng. Tức là tay rất là khéo, mà tại sao lại sinh ra một cô con gái lại khéo chân? Lúc đấy em không hẳn là đam mê hẳn đâu. Lúc đấy là em chỉ sang chơi cùng chị cho vui, cho đỡ chán thôi. Tại vì lúc đấy bé mà, cũng có suy nghĩ gì đâu. Thì xong mà càng ngày lớn lên thì kiểu đã đi theo rồi thì phải định hướng luôn. Nên bây giờ thì anh tiếp cận câu chuyện của Nhã với rất nhiều những cái nhất. Ví dụ như đầu tiên là điều vất vả nhất mà Nhã đi theo con đường bóng đá đến thời điểm này là gì? Điều vất vả nhất thì là mới đầu thì cũng nhớ nhà, cũng là kiểu bé lúc đấy nhỏ nhỏ, kiểu chưa xa nhà bao giờ thì cũng hơi khó để kiểu tiếp cận với cuộc sống bên ngoài. Cũng như là tập bóng đá thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến làn da cũng như sắc đẹp cũng như cơ thể. Đâu, anh vẫn thấy em rất là gọn gàng, rất là nữ tính, rất là mảnh mai chứ đâu có... Không, anh nhìn thế thôi. Thế còn những cái kỷ niệm mà xấu hổ nhất của một cầu thủ nữ đi đá bóng mà Nhã đã trải qua là gì? Đợt đá vòng loại U16, em rất ngoài thủ môn mà em đá không vào. Đấy. Lúc đấy thì như nào nhỉ? Thì em cũng chẳng biết nữa. Giờ xem lại thì cũng thấy buồn cười quá, xí hổ quá.
Nhưng lúc đấy nghĩ nhà mà lại khóc. Lúc đấy kiểu tự nhiên không nghĩ là kiểu đã ra ngoài chắc chắn là phải vào rồi chứ, nhưng mà tự nhiên không. Quả đấy rất hay nhá, đi qua thủ môn tốc độ rất là hay, xuống quả bóng rất hay, trong khi tất cả mọi người chuẩn bị ăn mừng thì đệm quả bóng ra ngoài. Xong mọi người đang tiếc, cứ nghĩ là Nhã đang gục mặt xuống cỏ để tiếc, nhưng mà lúc mà đồng đội đỡ dậy thì thấy đang khóc. Và đây là trường hợp, thưa quý vị các bạn, trường hợp đầu tiên và duy nhất Minh Hải thấy là cầu thủ khóc và trọng tài ra dỗ. Sau đấy thì về mọi người trêu nhiều. Mọi người có như nào, trêu như nào? Lúc đấy là mọi người chỉ động viên thôi. Sau này khoảng một thời gian sau thì mọi người mới có cái clip đấy, mọi người mới xem lại thì mọi người mới trêu không à. Ngại quá toàn chạy đi chỗ khác. Đến bây giờ nếu mà để nói một cái thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Nhã kể từ khi bắt đầu đi tập bóng đá đến ngày hôm nay thì thời điểm khó khăn nhất đấy là gì và em đã vượt qua nó như thế nào? Là đợt bị chấn thương năm 14, năm 16, năm 19. À, lúc đấy em bị, lúc đấy là chỉ cách giải đấu còn 2 ngày nữa thì em không may bị giãn dây chằng cổ chân. Lúc đấy là em kiểu, lúc đấy chỉ bị trẹo ấy thôi, em không nghĩ là nó bị nặng như thế thì em vẫn muốn cố, nhưng mà đến lúc đi về, dẫn bóng đi về nó thì không cố được nữa, đau quá, nhưng mà lúc đấy là vẫn muốn giấu. Nhưng mà sau là sưng to, xong là kiểu đau không đi lại được, thế là đành phải nói bác sĩ, xong là bác sĩ cũng kiểu cho chườm đá, cũng uống thuốc. Xong mà may lúc đấy là em cũng nghĩ em bị loại rồi vì chấn thương mà, thì nhưng may bác đã giữ lại. Giờ đấy là bác Trung đang cầm. Chú Mai Đức Trung đã từng kể là khi mà Thanh Nhã có, lúc đấy là có quyết định xin vào được thi đấu, bởi vì có thể lúc đấy Nhã sợ rằng nếu mà mình không thi đấu ấy, cơ hội nó sẽ không đến với mình. Thì chú Mai Đức Trung đã nói là không, đánh giá về Thanh Nhã rất là cao, tương lai con còn rất là dài và bác vẫn muốn con thực sự khỏe mạnh mới vào sân thi đấu, và bác đã lựa chọn con rồi. Thực sự là cái này là cái mà gần như là rất ít huấn luyện viên nói để đảm bảo cho mình là mình rất là yên tâm để điều trị chấn thương, để không làm cho cái chấn thương của mình nó bị nặng thêm. Đến bây giờ khi mà nghe lại cái câu chuyện đấy với một người như huấn luyện viên Mai Đức Trung thì Nhã có cho rằng là đấy cũng lại là một cái may mắn nữa mà mình có được một người thầy rất là tâm lý. Thì đối với em thì bác cũng là một người cha thứ hai, cũng giống như mọi người thì ai bác cũng kiểu cũng rất là quan tâm, ai bị chấn thương thì bác cũng hỏi han rồi động viên. Nói chung là bác rất là tâm lý đối với cả học trò của mình. Sắp tới Nhã sẽ có phần thưởng loại 2 cũng là rất là cao. Khoản tiền này cũng phải tính bằng rất nhiều trăm triệu đấy. Em đã tính toán sẽ làm gì với khoản tiền đấy chưa? Chắc là sẽ cho bố mẹ và giữ cho mình một khoản riêng nha nhở. Rồi bố mẹ làm gì thì em không biết. Một người rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mọi thứ rất là đơn giản. Giữ lại cho mình chút xíu, một chút để mua đồ, quần áo, phấn son, rất là phụ nữ. Còn lại cho bố mẹ. Đấy, nói rất đơn giản. 20 tuổi đã bắt đầu giúp đỡ bố mẹ nuôi các em được rồi. 20 tuổi đã có bằng khen của Thủ tướng. 20 tuổi đã có cơ hội đi dự World Cup. 20 tuổi đã rất là nổi tiếng rồi. Thực sự là với một cái tuổi 20 như của Nhã, thực sự rất đáng mơ ước. Giấc mơ lớn nhất của em trong sự nghiệp là gì? Trong bóng đá là gì? Đầu tiên là sẽ cùng đội tuyển có một chiến thắng ở vòng World Cup 2023 tại Úc. Cũng như là đối với bản thân thì sẽ cố gắng có một bàn thắng dành tặng cho bản thân mình cũng như là dành tặng cho mọi người. Ý nghĩa của bàn thắng đấy như thế nào đối với Thanh Nhã? Đầu tiên là sẽ dành tặng bà, vì năm nay bà lên 90 tuổi. Năm sau thì bà 91 rồi nhưng cũng không sao cả. Nó còn muộn nhưng mà rất ý nghĩa. Vâng. Còn đâu là cũng dành tặng cho người thân cũng như là người hâm mộ. Giấc mơ lớn nhất của em trong cuộc sống là gì? Tự xây cho bản thân một căn nhà. Trong căn nhà đấy có gì đặc biệt không? Trong căn nhà đấy có em. Đương nhiên phải có em chứ. Có... em chưa nghĩ ra, em chỉ ước mơ đến căn nhà đấy thôi. Thực sự anh thì anh mong là em
sẽ có được những cái niềm hạnh phúc giống như biết bao nhiêu người phụ nữ khác sau khi đã lên đỉnh cao rồi. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Nhã có muốn chia sẻ điều gì đấy với những cổ động viên của mình, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người luôn luôn yêu mến đội tuyển và ủng hộ cho đội tuyển, trong đấy có Nhã. Dù là người em út trong đội nhưng mà cho em xin thay mặt đội tuyển Việt Nam cảm ơn đến người hâm mộ cũng như là các bác lãnh đạo đã quan tâm trong thời gian vừa qua. Sắp tới sẽ có SEA Games tổ chức ở, em nhớ không nhầm thì là Quảng Ninh. Mong mọi người sẽ đến sân cổ vũ cũng như là động viên các chị em trong đội tuyển cũng như là ban huấn luyện. Hôm nay thay mặt cho nhà tài trợ và chương trình Vlog Minh Hải, con xin có một món quà để mừng tuổi cho bà. Vâng. Chúc bà tuổi 90 luôn luôn mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn tất cả các bác trên nhà báo. Dạ. Ngoài ra thì còn có thêm rất là nhiều quà nữa. Quà này là cho anh. Cao Man Long này là rất là tốt cho đàn ông anh em mình đây này. Anh chị dùng cái này là rất là tốt. Có đông trùng hạ thảo tặng chị. Cái này là chị có thể pha như pha trà nhé chị nhé. Ở đây cái này này thì một hộp này chị dùng khoảng tầm 20 lần. Mỗi lần có ở trong này nó có mấy cái cây nấm, xong cho vào nước sôi là nó sẽ rất là tốt. Đấy, chị cầm chị dùng cái này. Anh nhớ cái này nhá, là cái này là anh có thể một lạng này này là anh có thể cắt ra thành khoảng tầm 20 đến 30 phần, mỗi một ngày anh ăn một lần. Cái này nó chính là nhum, hoặc là anh có thể ngâm rượu. Cái này rất là tốt cho sức khỏe. Còn bé Bi thì có quả này Elip số 1 châu Á về dưỡng tóc. Đây. Cứ sử dụng, nếu mà thích thì sẽ có thêm những món quà nữa dành cho Nhã và mọi người. Cảm ơn gia đình rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành cho chương trình khoảng thời gian để đến thăm nhà, để hiểu hơn về Nhã và cũng hiểu hơn về cái con đường đi lên của bạn đấy cũng như là của bóng đá Việt Nam. Và Vlog Minh Hải sẽ còn trở lại với những chương trình với những nhân vật thú vị như là Thanh Nhã của chúng ta. Nói chung là mình là bố của cháu Nhã thì nói chung là cũng từng xem những các cái trận đấu của cháu, mà nhất là trận đấu với cả Đài Bắc Trung Hoa mà Việt Nam chiến thắng và được dự World Cup, là nói chung là bản thân và toàn thể gia đình rồi là hàng xóm láng giềng, nói chung là đều xung quanh là hô hào, là đều rất là vui mừng và niềm hạnh phúc của gia đình. Qua các trận tôi xem thì cháu đá thì cái lúc mà trận cuối đá với Đài Bắc Trung Hoa mà đội tuyển nữ Việt Nam được lọt vào cái vòng World Cup thì gia đình tôi rất chi là mừng và phấn khởi, cảm nhận như không bao giờ được xem được trận đấu vui mừng và sung sướng như thế. Thì nói chung là gia đình mình cũng biết tin Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam mình đã lọt vào vòng chung kết World Cup. Nói chung là niềm tự hào và vinh dự của toàn thể gia đình, rồi là họ hàng, hàng xóm láng giềng cũng đều rất là vui khi cháu cũng là có mặt trong đội tuyển đá vòng loại World Cup. Là xin cảm ơn Đảng, rồi nhà nước, rồi ban huấn luyện, rồi các thầy cô đã giúp đỡ cháu để cháu trưởng thành đến ngày hôm nay. Và mong các bậc lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá thì cũng giúp đỡ cháu trong thời gian tới. Là một người mẹ thì là tôi cũng mong muốn cháu là thi đấu trên sân cỏ được khỏe mạnh và được dẻo dai, được cống hiến cho đội tuyển. Và cuộc sống của con lúc nào cũng mong muốn con được hạnh phúc ạ. Được rồi. Thế còn anh có muốn dặn dò nhắc nhở con điều gì hay không? Thành công đến quá nhanh, thành công đến quá sớm khi còn quá trẻ, nhiều khi nó cũng là một cái rủi ro rất là lớn. Thì cũng mình là cha thì cũng gọi điện cho con, nói chung ở cái vấn đề là tập luyện, mình tập luyện làm sao
là cái nhất là giữ gìn sức khỏe. Nhưng khi vào sân cỏ thì nói chung là mình làm sao cống hiến hết sức có thể để giành được chiến thắng cùng với đội tuyển và ban huấn luyện đề ra. Nấm đồng trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đông trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đông trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đông trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp đông trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng. Mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay một hộp cùng loại trị giá 3.540.000 đồng.